Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động kịch đấu với Nguyên Thương, với lối đánh cận chiến lên phun giáp và tốc độ đánh, Lâm Động làm cho Nguyên Thương bước đầu khá chật vật để đối phó. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong từng đòn đánh của Lâm Động. Cuộc chiến này khiến khí huyết của người ta sôi sục, tiếng chuông không ngừng vang lên, gương mặt Lâm Động cũng dần trở nên dữ dằn. Trước công kích liên tục đó của hắn, trên thân chiếc chuông cổ bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, phá. Quyền phong bỗng nhiên dừng lại, rồi tung quyền với một tư thái cuồng bạo hơn nhiều. Một đường hoa văn thanh long trên cơ thể Lâm Động lao ra, biến thành một đầu cự long bay ra cùng nắm đấm của Lâm Động, oanh kích lên thân chuông. Ầm, âm thanh chói tai vang lên, những làn sóng ba động cuồng bạo lan tỏa trước rất nhiều ánh mắt chăm chú của mọi người. Chiếc chuông cổ nhất thời nổ tung, chiếc chuông cổ nổ tung khiến năng lượng cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh cũng bị bay ngược ra phía sau mấy chục bước mới đứng vững lại được. Tất cả nhìn lên trận chiến ác liệt, nhất thời không ít người đều chép miệng, mới giao đấu mà đã ác liệt thế này, vượt xa với trận chiến Nguyên Thương và Thần Khôi, có thể thấy hai người này mới thật sự là quyết chiến sinh tử, mỗi lần ra tay là không hề nương tình, rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận. Lâm Động liếc nhìn rất nhiều vết thương trên cơ thể mình, đó là do thiết kiếm của Nguyên Thương gây ra, nhưng công kích đủ để giết cường giả cửu nguyên nhất bàn đỉnh phong lại chỉ có thể để lại trên người hắn những vết thương màu trắng nhàn nhạt, sảng khoái. Lâm Động nhếch mép, vặn vẹo người một chút. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển công kích nhục thể đến mức này. Sau đó hắn cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đỉnh khổng lồ. Sau thời gian Lâm Động giữ chân Nguyên Thương, phần thiên trận bên dưới đỉnh lô đã ngưng tụ thành công, ngươi cũng thử uy lực của phần thiên trận đi. Lâm Động nở nụ cười u tối. Lần trước sâu bên trong dị ma vực đã có hai huynh đệ Dương Thị nếm thử uy lực của nó, bọn chúng đã bị thiêu thành cho bụi bên trong phần thiên trận, hiển nhiên nó sẽ khiến Nguyên Thương vô cùng thê thảm. Vút, trên trời bên dưới phần thiên đỉnh, quang trận đỏ rực bỗng lao xuống, bao trùm lấy Nguyên Thương. Lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi. Quang trận khổng lồ lao thẳng xuống chỗ Nguyên Thương trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Bỗng chốc ánh sáng ngưng tụ trên quang trận, một ngọn lửa rực cháy nhốt Nguyên Thương ở bên trong. Đây là phần thiên trận. Trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc nhìn hỏa trận bao quanh Nguyên Thương, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng cũng có ấn tượng sâu sắc với phần thiên trận trong phần thiên cổ tàng, không ngờ Lâm Động lại triệu hồi được nó. Quỳnh, trong hỏa trận. Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại, thiết kiếm trong tay hắn rung lên, kiếm kình mạnh mẽ đánh lên hỏa trận, nhưng chỉ gây nên những gợn năng lượng chứ không có chút dấu hiệu phá vỡ được nó. Rõ ràng phần thiên trận có chút bất phàm, đã nhốt được hắn ở bên trong. Với thực lực của ngươi, dù có phần thiên đình thì thúc động được mấy phần sức mạnh của nó. Đòn công kích đầu tiên thất bại, nhưng Nguyên Thương lại tĩnh tâm, nhìn Lâm Động với ánh mắt băng hàn, cười mỉa mai. Từ một số cổ tịch, Nguyên Thương biết được phần thiên lão nhân năm đó ở thời kỳ viễn cổ đã dựa vào phần thiên đình đã giết không ít cường giả đỉnh phong. Thế nhưng rõ ràng Lâm Động hiện giờ còn lâu mới đạt được đến trình độ đó, đủ để dọn dẹp ngươi. Lâm Động nhìn Nguyên Thương cười nhạt, cũng không có ý định nói gì với hắn. Thủ ấn biến hóa, phần thiên đình trên không trung bỗng lật ngược, nắp đỉnh rơi xuống, sau đó bắt đầu quay tít. Từ trong miệng đỉnh có ánh sáng đỏ rực nóng bỏng. Ngưng tụ, nếu ngươi đã tự tin như vậy thì ta sẽ phá trận pháp cho ngươi, xem ngươi còn uy phong được gì. Nguyên Thương thấy thế, ánh mắt âm u lạnh băng, thân thể khẽ rung lên, nguyên lực hùng hồn bùng phát, rồi hai ngón tay điểm trong không trung, Nguyên Đế Điển, Nguyên Đế Kiếm Chỉ, một chùm sáng chói lòa tụ lại nơi đầu ngón tay của Nguyên Thương, nhanh chóng biến thành cây quang kiếm khổng lồ. Hắn vung hai ngón tay xuống, quang kiếm mang theo sức phá hoại đáng sợ, chém xuống hỏa trận. Hừ, Lâm Động thấy thế cũng chỉ hừ một tiếng, hai chân bước những bước huyền ảo, nguyên lực bùng nổ, một đạo quang ảnh khổng lồ hình thành phía sau hắn. Ngay khi quang ảnh thành hình, một luồng chiến ý ập tới như vũ bão. Võ Đế Điển, pháo sát thủ, bước chân của Lâm Động bỗng dừng lại, sắc mặt ngưng trọng tung ra một quyền, quang ảnh phía sau cũng vung quyền lên, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ chiến ý ngập tràn, lao thẳng về quang kiếm. Ầm. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ khiến quang trận gợn sóng, nhưng vẫn không thể đánh tan được nó. Võ Đế Điển. Trong quang trận, Nguyên Thương có phấn chấn động nhìn quang ảnh lan tỏa đầy chiến ý, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Trong dị ma vực có không ít cổ tàng thời viễn cổ, trong đó cũng không ít cổ tàng nổi tiếng. Phần thiên cổ tàng là một trong số đó, một cái khác chính là võ đế cổ tàng. Nghe nói trong đó có môn vũ kỹ tâm huyết của cả đời võ đế, võ đế điển. Thứ vũ kỹ đó chỉ mạnh hơn chứ không kém ba đại thần điển của nguyên môn, khốn kiếp. Nguyên Thương không kìm được chửi thầm một tiếng, vận khí của Lâm Động sao có thể tốt như vậy. Không chỉ có được phần thiên đỉnh mà ngay võ đế điển chưa từng ai nhìn thấy cũng rơi vào túi hắn. Lâm Động nhìn Nguyên Thương. Lúc này sắc mặt khá khó coi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, võ đế điển hắn mới có được, nhưng thiên phú vũ kỹ của hắn vượt xa hai huynh đệ Dương Thị nên dù chưa thật thành thục,
nhưng cũng đã mạnh hơn hẳn hai huynh đệ kia, dù mới ở bước đầu nhưng mức độ cường hãn của môn vũ kỹ này đã vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên sau này sẽ trở thành sát chiêu của hắn. Giờ ngươi hãy thưởng thức sự lợi hại của phần thiên trận đi. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở miệng phần thiên đình, ánh sáng đỏ rực nóng bỏng đã ngưng tụ đến mức tối đa, nhiệt độ khủng bố đó khiến không gian cũng biến dạng. Phần thiên đình, phần hỏa bát hoang, ánh mắt Lâm Động lạnh băng. Thủ ấn biến hóa, sau đó chỉ về phía Nguyên Thương bên trong trận pháp, phần thiên đình khẽ rung lên không ngừng phát ra tiếng u u. Quỳnh, phần thiên đình rung lên không lâu, sau đó ánh sáng nơi miệng đỉnh bắn phụt ra như dòng dung nham núi lửa về phía Nguyên Thương. Những nơi dòng dung nham đi qua, không khí đều biến dạng, sức mạnh đáng sợ đó khiến sắc mặt của không ít người phải thay đổi, ánh mắt bọn Lôi Thiên, Linh Chân cũng đầy kinh hãi, bọn chúng biết rằng nếu là mình ở trong quang trận thì chắc chắn sẽ tan thành cho bụi. Uỳnh uỳnh, dòng dung nham bắn thẳng vào trong phần thiên trận, quang trận lúc này cũng nhấp nháy không ngừng khiến nhiệt độ càng thêm khủng khiếp. Ngừng. Lâm Động bỗng nắm chặt tay, chỉ thấy năng lượng đỏ rực trong quang trận bỗng nhanh chóng hạ nhiệt, dường như dòng dung nham đông đặc lại biến thành một ngọn núi hàng trăm trượng đè xuống Nguyên Thương. Thắng rồi, đám đệ tử Nguyên Môn thấy vậy đều hoan hô vang dội, bọn bàng thống cũng kích động đến run người, mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn nhau, tuy không quá vui mừng nhưng ánh mắt cũng khó che giấu niềm vui. Lăng Thanh Trúc nhíu mày nhìn chăm chăm ngọn núi khổng lồ kia, rồi đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lắc đầu nói, chưa đâu, đúng là khó đối phó. Cùng lúc đó, Lâm Động cũng lẩm bẩm một tiếng. Khi hắn vừa dứt lời thì trên đỉnh núi bỗng hiện ra vô số vết rạn nứt, ngay sau đó ánh sáng chói mắt bắn ra, cả ngọn núi nổ tan tành. Lâm Động lùi về phía sau, vẫy tay một cái, phần thiên đỉnh rơi xuống tay, ánh mắt hắn tối lại nhìn chỗ ánh sáng bắn ra, một thân ảnh rách dưới cùng sát ý nồng đậm bước ra, khiến ta chật vật đến mức này, Lâm Động, trong số các đệ tử Đông Huyền vực, chỉ có ngươi là có thể. Giọng nói âm u đầy sát ý vang lên, tất cả nhìn sang thì thấy người bước ra chính là Nguyên Thương. Lâm Động lúc này cũng đang nhìn Nguyên Thương, sau đó ánh mắt hắn dừng lại chỗ trán của Nguyên Thương, ở đó là một đạo phù văn huyền ảo đang lấp lánh ánh sáng chói mắt, phù văn xuất hiện lần này rõ ràng hơn lần giao đấu với thần khôi. Vì thế khi nó vừa xuất hiện thì rất nhiều người đã phát hiện ra, rồi có rất nhiều tiếng kêu kinh hãi vang lên. Linh ấn, phù, Lâm Động thở hắt ra một hơi, ánh mắt thật sự trở nên ngưng trọng, không ngờ Nguyên Thương cũng có tuyệt chiêu mạnh đến vậy, hiển nhiên Lâm Động không xa lạ gì với linh ấn. Từ khi tham gia Bách Triều Đại Chiến, Tô Nhũ đã có được thứ này, cộng với mấy hôm trước, dưới đáy Thái Thanh Tiên Trì, Lăng Thanh Trúc cũng có được một linh ấn. Đối với thứ này, ngay cả Lâm Động cũng phải thấy ham muốn, chỉ những cường giả có thực lực vô cùng cường hãn, sau khi chết mới ngưng tụ được linh ấn. Trong đó có toàn bộ năng lượng của người đó khi còn sống, tính ra có thể là một thứ thiên tài địa bảo, chỉ có điều thứ kỳ bảo này tuyển chọn người kế thừa vô cùng khắc nghiệt, bản thân linh ấn không có trí tuệ. Thường thì nó dựa vào bản năng tìm người có mức độ dung hợp cao nhất với mình, ví dụ như trong Thái Thanh Tiên Trì, thứ linh ấn đó tìm đến Lăng Thanh Trúc chứ không chọn Lâm Động. Điều này khiến Lâm Động vô cùng bất lực, tuy dùng biện pháp mạnh có thể sẽ đoạt được nó, nhưng nhìn chung cưỡng ép sẽ không thể có hiệu quả hoàn mỹ nhất được. Người có linh ấn tuy không thể sánh được với Luân Hồi Giả, nhưng lợi ích của nó cũng không nhỏ, dù gì thì ở thời kỳ viễn cổ, cường giả ở Luân Hồi Cảnh cũng khá ít, mà mấy năm nay Lâm Động cũng chỉ biết một Luân Hồi Giả duy nhất là Ứng Hoan Hoan. Còn linh ấn thì số lượng nhiều hơn không ít. Đương nhiên muốn có được nó cũng cần có cơ duyên nhất định, ít nhất thì Lâm Động muốn có từ lâu mà cũng chưa được. Linh ấn sao? Đúng là khá bất ngờ. Trên bầu trời, Lâm Động hít sâu một hơi nhìn Nguyên Thương ở phía xa, nói, ngươi nói xem, ta nên cho ngươi chết thế nào? Nguyên Thương vỗ vỗ bộ quần áo rách. Dưới trên người mình, hình tượng của hắn lúc này có phần thảm hại, điều này cũng khiến sát ý trong mắt hắn càng nồng đậm hơn. Lâm Động nghe thế, ánh mắt lóe hàn ý. Nhưng không đợi hắn nói gì thì đồng tử đã co lại, thân hình lùi nhanh về sau. Phút, đúng lúc ấy, không gian trước mặt hắn biến dạng, một thân ảnh bỗng lao ra đầy quỷ dị, thiết kiếm trong tay đem theo một luồng kiếm khí sắc lạnh nhằm thẳng cổ họng Lâm Động đâm tới. Tốc độ của Nguyên Thương đã nhanh hơn trước đó nhiều. Nhát kiếm này Lâm Động không kịp tránh, bèn bắt chéo tay trước mặt chặn lại, xoẹt. Thiết kiếm chém lên tay Lâm Động, nhưng lần này không bắn ra tia lửa, cánh tay hắn hiện lên một vệt máu, tiếp đó là máu tươi chảy ra. Rõ ràng nhờ có linh ấn, thực lực Nguyên Thương đã bùng nổ mạnh mẽ, đòn công kích mạnh mẽ đó đã phá vỡ được lớp phòng ngự của Lâm Động. Lâm Động lùi nhanh về sau, liếc nhìn vết thương trên tay, tuy có chút đau đớn nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nếu không phải đã có tiến bộ về Thanh Thiên Hóa Long Quyết thì có lẽ nhát kiếm vừa rồi của Nguyên Thương đã phế luôn tay hắn rồi, để xem ngươi đỡ được bao nhiêu lần. Nguyên Thương lấy tay quệt vết máu trên kiếm, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động cười lạnh, sau đó ánh mắt tối lại, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay ra. Thân thể Lâm Động rung lên, đôi cánh long rực dang rộng rồi nhanh chóng lùi về sau. Phút,
Lâm Động vừa lùi về sau thì một đạo kiếm quang khổng lồ hàng chục trượng chém xuống nơi hắn vừa đứng. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.